Đây là chuồng tắc kè. Nói nhỏ không là tắc kè cộng đánh xuống dưới. Mầm tắc kè ở trong nở ở trong chuồng trứng ra còn chưa kịp chuyển sang chuồng khác. Các kè thì được thu hoạch từ các cái chuồng sinh sản xong đưa sang một khu để ấp ấp trứng, gọi là ấp trứng nhưng mà thực ra là đây là một khu để tích trữ cất trứng để tránh chuột hoặc các con khác nó ăn mất trứng. Trong khi có một con chúng nó tự sinh sôi ở trong ủ núi như con thôi mà. Trong hồ lỗ này có một con nằm trong hộp, trong phe này có mấy con. Trong hộp dưới nó có cái trong hộp dưới nó có có một quả trứng này bị vỡ này. Đây là chuồng trứng tắc kè của trang trại Thanh Xuân. Ừ. Chuồng trứng tắc kè. Cho bà con tham khảo tại thêm nhiều video tại trang trại Thanh Xuân.com và vào mục trứng tắc kè để theo dõi thêm hàng vài chục video về chuyên về trứng ở trong cái mục trứng tắc kè. Bà con tham khảo thêm tại các kênh YouTube trang trại Thanh Xuân chấm trang trại Thanh Xuân kênh 1 đến kênh 5 để theo dõi thêm các kênh YouTube trang trại Thanh Xuân kênh 1, trang trại Thanh Xuân kênh 2, trang trại Thanh Xuân kênh 3, trang trại Thanh Xuân kênh 4, trang trại Thanh Xuân kênh 5 để theo dõi thêm hàng nghìn video hoặc vài nghìn video chúng tôi tải lên. Cảm ơn bà con theo dõi video.